Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Dạ, và trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú, con đường đại lộ Duy Tân ngày xưa. Ngày nay là con đường biển tuyệt đẹp quý vị. Ở này là khu vực của tháp Trầm Hương này. Tháp Trầm Hương hiện tại cũng chưa có hoàn thiện. Video này em thực hiện được hôm nay là vào tối ngày 25 Tết vậy, 25 tháng Chạp, những ngày sắp đến Tết rồi. Đoạn này là một cái khu vực giao giữa đường ba được con đường Trần Phú và con đường Lê Thánh Tôn. Và công viên, khu vực công viên ngay chỗ này cũng đang trang trí nè vị, trang trí hoa xuân Quý Mão 2023. Các công nhân họ cũng đang xếp hoa ra nè. Đây là một trong những điểm nổi bật của thành phố, mỗi năm là mọi người hay tới đây để mà chụp ảnh, lấy những bức ảnh xuân 2023 đẹp nhất. Có khu vực vỉa hè của đường Trần Phú bây giờ rất là đẹp. Trước nó là bằng gạch, bây giờ là nó được lát bằng đá granite rất là chắc chắn luôn, đi cũng sướng nữa. Du khách họ có thể đi dạo chạy tập thể dục được. Giờ em xin mời cô chú chị bạn đi qua khu vực của hội hoa xuân ở bên công viên Yến Phi được nha. Thì hội hoa xuân đã khai mạc từ bữa đêm 23 Tết rồi vậy, khai mạc được 2 ngày rồi. Đoạn này thì nó gần với cái Paradise Club cũng như là Havana Club, đối diện là tòa nhà Havana. Thời tiết có vẻ như là muốn thay đổi nữa rồi. Hôm nay tự nhiên trời bắt đầu gió thật mạnh, lạnh. Đây là những cái cây đèn led nè, mấy trụ đèn led. Rồi xung quanh chạy dọc đoạn này là người ta vẫn trang trí những cái bồn hoa rồi, vẫn đang làm rồi. Đến ngày Tết này bật điện lên chắc một ngày đẹp lắm luôn á. Chạy dọc đoạn này là cái khách sạn là tòa nhà Intercon nữa vậy. Rồi Sheraton, rồi Diamond Bay. Ở vị trí này là ngã ba của con đường Nguyễn Chánh và con đường Trần Phú. Nguyễn Chánh lúc trước nó là con đường Nguyễn Tri Phương. Góc này là cái khách sạn Sheraton tiêu chuẩn 5 sao. Quý vị nào muốn ở những khách sạn mà tiêu chuẩn 5 sao mà view biển gần trung tâm thì cũng có thể ở trên khách sạn Sheraton. Rồi đoạn này là cái Diamond Bay. Phía dưới là trung tâm thương mại Nha Trang Center nữa, có thể đi mua sắm. Ngay góc của con đường Lý Tự Trọng và con đường Trần Phú. Đây thì có cái Yasuka Sài Gòn Nha Trang nữa. Rồi cái Yasuka Club. Ngay chỗ này là góc ngã ba của đường Yasen với con đường Trần Phú.
đoạn này thì có cái sunrise Nha Trang Hotel, nó kiểu sân vườn cũng rất rộng. Mình ở những cái khách sạn như này là nó khó hơn, có sân vườn là thoải mái, kiểu nó cũng kiểu resort á, nằm bên cạnh của biển Master luôn. Đoạn phía dưới này là những cái bùn ho đã đăng ký rồi này, dọc trên con đường đầu phố này. Nhưng mà có điều thì ta họ chưa có bằng điện, chưa có lên đèn nên chưa có đẹp. Bây giờ đi ra đoạn này, chạy trên con đường biển này, giờ này gió lạnh lắm mày, mặc áo khoác á, mặc là hơi lạnh đó nha. Tới đây để ngắm biển nè, ngắm gió biển này. Chỗ này có một chiếc xe tết bán đồ ăn vặt, trà sữa. Quý vị là ngã ba của con đường Lê Lợi giao với con đường Trần Phú. Đoạn này là gần với bưu điện của tỉnh cũng như là gần với công viên Yến Suy nữa. Bên công viên Yến Suy thì cũng đã trang trí cái hội hoa xuân rồi này, rất là nhộn nhịp luôn. À, góc đây là con đường này là con đường Phan Châu Trinh, đường Phan Châu Trinh giao với con đường Trần Phú nè vị. Đó, con đường này bây giờ là chặn lại rồi, không có còn lưu thông được nữa, thì dùng để mà trang trí cái hội hoa xuân, xuân Quý Mão. Đó, ở trên là cái dây đèn led nè. Năm nay có vẻ như trang trí nó khác như năm ngoái, em nhớ khu vực này là trang trí nhiều hoa lắm, năm nay có vẻ ít hoa hơn. Đây là khu vực của công viên Yến Phi. Rồi bên công viên Thiếu Nhi họ cũng có trang trí nữa vậy. Đoạn này không có cho lưu thông rồi, và mấy bên kia thì nó cũng chặn rồi, không có lưu thông được đâu. Đây là cái cổng mé bên của công viên Yến Phi, hội hoa xuân Quý Mão. Đi dạo nè.
Bây giờ mời quý vị vào bên trong dạo nha. Dạo hội hoa xuân nha. Vừa dạo vừa có các cái đồ ăn vặt nữa nè. Bong bóng, kem rồi các loại rồi. Nhộn nhịp hội hoa xuân ở công viên Yến Phi và công viên Thiếu Nhi của Nha Trang. Dạ, ngay chỗ này là có các cái xe chết bán đồ ăn vặt mà. Trước màn hình của cô chú anh chị các bạn đó là những hình ảnh của con đường Trần Phú. Đây là cái cổng của hội hoa xuân bên mé của công viên Yến Phi trên con đường Trần Phú này vị. Ngay góc này là ngã ba đường Trần Phú và con đường Phan Trung Trinh. Có nhiều người mặc đồ đẹp tới đây để chụp ảnh. Đi thẳng hướng này quý vị sẽ qua cầu Trần Phú, qua con đường Phạm Văn Đông. Khu vực này là biển. Đi hướng này thì quý vị sẽ về trung tâm của thành phố, về hội trường, quảng trường cũng như là chợ đêm. Đây là cái cổng đó quý vị. Hội hoa xuân Quý Mão. Còn trước này là một cái bồn hoa rồi để cái chữ, để cái số 2023. Trang trí đẹp lắm vậy, nhiều lắm. Năm nay có vẻ như là hoa hơi ít á. Dạ. Em nhớ năm ngoái là chỗ này là trang trí những cái thiền hoa nè. Rực rỡ hết á. Còn bây giờ chỗ này năm nay có vẻ hoa ít hơn. Ở đây là một cái cổng luôn nè. Rất là đông người đi dạo rồi chụp ảnh trong hội hoa xuân. Đa số là hoa dạ yến thảo. Những cái chậu rất là đẹp rồi. Ở bên trong của công viên là có một cái hồ nước cũng rất là đẹp nè, hôm nay bắt đầu lên đèn nè, ngày thường không có đâu. Đó. Hết rồi về mới lên mới đẹp nè. Chính giữa là quả cầu.
bên này là những cái thuyền chở đầy hoa. Rồi mời quý vị đi qua bên mé của con đường Phan Chu Trinh nha. Đó, mọi người đi dạo để chụp ảnh rất là đông quý vị. Đó, ngay chỗ kia nhộn nhịp lắm. Ở đây là một cái giàn cây bí nè. Này là những quả bí thật đó nha quý vị. Họ trồng trong những cái ống nước nè. Ống nước phi rất là lớn nè. Di động được luôn, nó có bánh xe đẩy ra đây. Đó, có trái rồi nè. Khung cảnh quê, chân quê. Và đây là những hình ảnh trang trí bên mé của con đường Phan Chu Trinh. Đó. Năm nay đúng là có vẻ như là hoa rất là ít. Em nhớ là năm ngoái là khu vực này là hoa, trang trí hoa rồi trang trí những cái cầu thang rồi đi qua đẹp lắm. Linh vật con mèo. Nhộn nhịp ở khu vực công viên Yến Phi. Còn công viên Thiếu Nhi là nằm bên kia vậy. Xuân Quý Mão 2023. Đó, mọi người chụp ảnh nè. Đúng lấy cái cảnh đẹp nhất đó vậy. Ở đây là những chú mèo và những cái ủ rơm nè. Rơm họ sơn màu sắc rất là đẹp. Này không biết phải rơm thật không hay là rơm phun đủ màu vậy, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Khu vực đây là những hình ảnh cảnh thôn quê, những cái giàn bầu, giàn bí, rồi cây mía nè, rồi những cái đống rơm, cũng như là một ngôi nhà xưa, nhà tranh quý vị. Chụp mấy cái cảnh này rất là xưa luôn nè, rất là đẹp, bình dị, dân dã. Rất đông người đi chụp ảnh này. Đây, linh vật Quý Mão, những chú mèo của Khánh Hòa đây rồi. Phía trên là những cái dây đèn led. Mèo à, đây mèo ở đây, hoa trang trí hoa rất là đẹp. Một túp liều tranh, hai quả tim vàng. Yeah. Đó chứ anh chị diễn sâu ghê không vậy.
Rồi rồi. Đó, nắm tay nữa, nắm tay rồi nhá. Trời ơi, nắm lại. Đói, đói. Một tấm liều chăn, hai quả tim vàng, trời ơi. Anh nhìn rất là lôi cuốn luôn. Đó, tình cảm rồi vậy. Đó, tuyệt vời. Cảnh rất đẹp luôn á. Đẹp đôi quá. Hò quá trời hò, đủ màu sắc đó. Đẹp ghê không vậy? Đây là những chú mèo. Ngày hội hoa xuân này khai mạc được 2 ngày đó vậy, từ ngày 23 ở chỗ này chọc rõ nhất nè. Trời tối nay tự nhiên gió rất là mạnh luôn á. Phía sau là nhà bụi chuối nè, rồi bên cạnh là ngôi nhà tranh, rồi phía sau là đống rơm nữa. Họ qua đây chụp tiệm nè. Để về lưới vô đây ngồi nè, tao tao. Chỗ này có vẽ nữa nè. Rồi anh này anh vẽ chân dung nữa vậy. Ngồi để anh vẽ như thật luôn. Đó, họ sĩ mà. Nhìn là họ phát họ là giống AC luôn. Hội Hoa Xuân 2023 Nha Trang Khánh Hòa. Gió rất là mạnh luôn vậy. Và khu vực bên này là công viên thiếu nhi. Bên công viên thiếu nhi này thì thường họ sẽ trang trí, họ triển lãm những cái cây bonsai. Đây là những cây bonsai nữa vậy. Công viên này thì nó có dụng cụ tập thể dục thể thao rồi. Thì vào buổi chiều, buổi sáng người dân cũng hay tập thể dục ở bên công viên nữa. Có rất là nhiều dụng cụ. Đây, những dàn bầu, dàn bí, dàn mút trắng. Cây này đẹp quá quý vị ha. Linh Sam. Đây, cây xanh nè. Đây, Linh Sam nè. Khu vực này ta trưng bày rất là nhiều bonsai luôn. Mình nhớ như năm ngoái là có khu vực này là có mấy cái cây mai á, cây mai cổ thụ to đẹp lắm. Có cả cái đào nữa, cái đào cổ thụ nữa. Còn năm nay có vẻ như mai đào thấy nó không có được đẹp cho lắm. Mấy cây mai này nó cũng nở bông hết rồi đó mày. Nở bông vàng hết rồi. Giờ đến Tết chắc nó tàn quá.
Đó, chỗ này cũng trang trí nữa nè, xuân Quý Mão. Rồi bên đây có hoa lan, tác phẩm dự thi phong lan. Đó, trời, lan đẹp ghê luôn quý vị. Nhìn hoa lan là ghiền luôn đó. Đây mấy cái cầu trượt của mấy bé chơi, để cho mấy bé chơi này. Đó, trang trí hoa luôn, tận dụng trang trí luôn. Xuân Quý Mão 2023. Bên trong là hoa, bên ngoài là những cây bonsai này, rất là đẹp không quý vị. Mấy bên này là tác phẩm dự thi bonsai nữa nè. Đó, rất là nhiều bonsai, rất là đẹp luôn á. Mấy quả rồi bác? Thua 1-0 rồi. Ôi trời ơi, thôi xong rồi. Mình lại nhất phải thắng hoặc là phải hề hai đều. Hồi trước có hề hai đều rồi bên trong ngôi nhà. Giờ là phải thắng hai quả nữa, phải vô hai quả nữa thì mới lấy được cúp. Giờ có vô một quả nữa cũng thua. Mình có vô một quả thì cũng hề một đều mình cũng thua nè. Xong rồi 70 thôi chứ. Mà bên đó đã hay không chú? Quá hay. Quá hay à? Số 3. Ờ. Tay. Giờ mà ép hả? Giờ nó thủ thôi chứ nó đâu cần đá nữa, sân nhà nữa mà. Thủ luôn, đổ bê tông nữa. Bây giờ mình có vô một quả nữa cũng không thắng nổi. Khó quá. Rồi chắc thua rồi. Năm nay Việt Nam có vẻ chắc không giành được vô địch rồi. Ở đây những cái tác phẩm dự thi bonsai nhỏ nhỏ dễ thương rồi. Hàng cây mai chiếu thủy nè. Đó. Nhỏ nhỏ xinh ghê không? Chỗ này có cây bonsai này cũng đẹp nè. Nhỏ xíu à. Khu vực này bữa trước là diễn ra khai mạc nè. Đây thì này cũng đẹp nè quý vị. Mấy chỗ này chụp ảnh đẹp. Bên kia thì cũng có các cái gian hàng sâm rồi, bán các loại rượu sâm nữa quý vị. Ngay chỗ này là bữa trước là cái sân khấu nè. Hát dân ca, nhạc cổ. Cộng mấy bên này là của con đường Butter với con đường Lê Lợi nè. Ngay chỗ này là vòng xoay Lê Lợi Butter vậy. Đây. Chúc mừng năm mới Nha Trang Khánh Hòa Quý Mão 2023.
chỗ này chụp ảnh cũng đẹp quý vị. Này có góc hoa giấy nè. À, chỗ này chụp cũng đẹp nè. Tết Happy New Year 2023 Nha Trang Khánh Hòa. Ở đây là những cây rất là lớn luôn rồi mày. Ở Linh Sam không? Linh Sam gốc cổ thụ luôn á. Đó, năm ngoái em nhớ chỗ này là có một cây đào rất là to. Rồi một cây mai cũng to. Ho nở rực rỡ. Năm nay thì cây này nó cũng nhỏ nhỏ. Nó cũng ra ho này, cũng đẹp á. Cây này vừa có lọc nữa. Vừa có ho vừa có lọc nữa. Lọc rất là nhiều. Ở đây là những ảnh của con đường Bát Tơ nè. Con đường Phan Thanh Giảng ngày xưa. Khách Tây họ cũng đi dạo hồi hoa xuân Nha Trang. Chỗ này có cây me cổ thụ vậy, đẹp ghê không? Trái quá trời trái luôn rồi. Wow. Me trái không, không tay lá đâu hết. Cái gốc của nó ngoằn ngoèo rồi. Gốc này phải chăm dữ lắm luôn rồi. Trời. To chi rồi người ta họ tạo cây me tạo chi rồi nó cũng rất là khó luôn á. Trời ơi hoa đẹp quá vậy. Cái này là hoa giấy. Linh vật chú mèo nè, đẹp không? Mọi người đang chụp ảnh vậy. Này em thấy đẹp nhất á, khu vực này là hoa nè, hoa được trưng bày xung quanh nè, rồi có đống rơm nè, rồi có những cái ghế bằng tre nè, rồi có ngôi nhà tranh nè, rồi có những bụi chuối nè, cảnh cảnh quê dân dã bình dị.
chỗ này làm cái gì đông vui vậy đấy. Xăm, các bạn xăm. Đó, cảnh này đẹp vậy. Bên cạnh ngôi nhà tranh với phía sau là bụi chuối nè. Cảnh quê bình dị và hoa ở đây cũng rất đẹp nữa nè. Chụp ảnh làm kỷ niệm xuân hâm bông 2023 xuân Quý Mão tại hội hoa xuân của công viên Phi và công viên Thiếu Nhi Nha Trang Khánh Hòa. Khá là nhộn nhịp quý vị. Đó, quá trời người chụp hình luôn. Chụp ảnh cho mấy đứa nhỏ cũng khổ. Nhiều người thích cái ngôi nhà tranh này vậy. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị Hoàng đã xem video nhé. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn.